Thưa quý vị, theo nghiên cứu, các hoạt động sản xuất lúa gạo làm gia tăng lượng phát thải khí nhà kính. Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất lúa gạo hàng đầu thế giới. Sáng nay, các chuyên gia, nhà quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI và một số tổ chức quốc tế về khí hậu đã cùng nhau thảo luận, bàn tìm ra giải pháp giảm tác động xấu từ hoạt động này tới môi trường. Với diện tích 7,47 triệu hecta lúa mỗi năm, Việt Nam sẽ phát thải 44,7 triệu tấn CO2 ra môi trường, chiếm tới 50% tổng lượng phát thải của toàn ngành nông nghiệp. Một trong những nguyên nhân của việc phát thải khí nhà kính liên quan tới thói quen canh tác truyền thống của nông dân như lãng phí nước tưới, lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu, đốt rơm rạ sau thu hoạch. Tại hội thảo, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI đã đưa ra 3 kịch bản thực hiện giảm phát thải khí nhà kính thông qua chuyển đổi diện tích trồng lúa từ canh tác truyền thống sang áp dụng 1:5 giảm, bao gồm kỹ thuật tưới lúa ướt khô xen kẽ hoặc áp dụng kỹ thuật rút nước giữa vụ tại hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Các kịch bản cho thấy lợi ích đáng kể của hai gói kỹ thuật này, trong đó giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa gạo, tăng thu nhập dòng cho nông dân thông qua giảm chi phí canh tác lúa và lợi ích sức khỏe và môi trường. Có cái cuộc họp ngày hôm nay để kêu gọi các tổ chức quốc tế, các quốc gia, các đơn vị tư nhân tham gia vào cái việc này để cùng nhau chung sức hỗ trợ cùng với cái nguồn ngân sách của nhà nước thì để đóng góp chung vào cái giảm sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Một số đại biểu cho rằng ngành trồng trọt nước ta cần hướng tới giảm phát thải khí nhà kính liên quan tới thương mại tín chỉ carbon để tối đa hóa lợi nhuận cho nông dân và giảm khí nhà kính hiệu quả hơn. Khi mà ta lượng hóa được cái tín chỉ carbon thì ta có thể có quyền trao đổi mua bán cái tín chỉ carbon, và một cái thể chế cần thiết đi kèm là làm thế nào để cái thu lại đó được phân bổ trở lại cho cái người đầu tư, cái người tham gia vào hệ thống, và có một cái cơ chế minh bạch về chi trả lại cái quyền carbon. Một trong những ví dụ điển hình về canh tác lúa bền vững có thể kể đến đó là dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam cho ngành hàng sản xuất lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao trình độ sản xuất, nâng cấp cơ sở hạ tầng và máy móc trang thiết bị, xây dựng những vùng nguyên liệu lớn và đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, canh tác lúa bền vững đã giúp giảm 1,17 triệu tấn khí thải một năm, góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý vị, thời gian qua, thông qua các dự án, Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI đã hỗ trợ các vùng trồng lúa trọng điểm của Việt Nam thực hiện các mô hình canh tác lúa như là 3 giảm 3 tăng, 1:5 giảm, hoặc là áp dụng kỹ thuật rút nước giữa vụ, hay là kỹ thuật tưới lúa ướt khô xen kẽ, đã cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Và để hiểu rõ hơn về mục tiêu Việt Nam cần đạt được trong sản xuất lúa gạo bền vững, cũng như những lợi ích có được từ việc này, VTC16 đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Alexander, trưởng đại diện của IRRI tại Việt Nam. Xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngắn ngày hôm nay của VTC16. Vâng, trong cuộc hội thảo ngày hôm nay thì IRRI có đưa ra 3 kịch bản về quyền quốc gia tự quyết trong việc sản xuất lúa gạo. Vậy thì theo ông, đối với năng lực sản xuất lúa gạo hiện nay của Việt Nam thì với cái kịch bản nào sẽ là cái kịch bản hữu hiệu nhất cho ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam ạ? Theo phân tích của chúng tôi, phương án tốt nhất là sự kết hợp hài hòa giữa 3 kịch bản mà chúng tôi đã trình bày ngày hôm nay. Kịch bản đầu tiên là chúng ta nói về phương án quốc gia tự thực hiện, là những gì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có thể đầu tư vào các phương án sản xuất lúa gạo để đạt hiệu quả của NDC. Và phương án này chúng ta sẽ hướng tới việc mở rộng việc áp dụng các phương pháp quản lý tích hợp trong trồng trọt lúa gạo để đạt hiệu quả cao nhất, mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân cũng như giảm phát thải khí nhà kính. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rất quan tâm đến gói kỹ thuật này, đặc biệt là kỹ thuật 1:5 giảm. Hai phương án mà chúng tôi đưa ra tiếp theo là phương án các tổ chức nước ngoài, đặc biệt là khu vực tư như các doanh nghiệp sản xuất lúa gạo sẽ đóng góp vào quá trình này như thế nào. Họ rất quan tâm đến việc hỗ trợ Việt Nam giảm thiểu phát thải khí nhà kính chẳng hạn, như là nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi tại các địa phương để nâng cao khả năng áp dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác lúa. Vậy thì vai trò của các cái tổ chức xã hội cũng như là của các cái doanh nghiệp tư nhân trong cái việc giảm phát thải khí nhà kính cũng như là hướng đến một cái nền sản xuất lúa gạo bền vững là như thế nào ạ, thưa ông?
IRI đã thực hiện nghiên cứu ở Việt Nam trong nhiều năm rồi. Chúng tôi có hiểu biết về tình hình thực tế, điều kiện sản xuất lúa ở Việt Nam hiện nay cũng như khả năng thực hiện các biện pháp giảm phát thải của Việt Nam. Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ quá trình này. Tuy nhiên, để đạt được thay đổi thực tế, chúng ta cần có sự vào cuộc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong mục tiêu thực hiện giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa. Thứ hai là sự tham gia của các tổ chức địa phương như hội nông dân, hợp tác xã, đơn vị quản lý thủy lợi, các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện mục tiêu NDC của ngành lúa gạo. IRI đang tiến tới tư vấn chính sách cũng như phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững lúa gạo, giảm phát thải khí nhà kính và chống biến đổi khí hậu. Xin được cảm ơn ông.